Đây là giao lộ giữa Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Là tới cung đường biển. Các khách sạn cao tầng và đạt tiêu chuẩn từ 4 năm sao dọc đường Võ Nguyên Giáp mọc lên liên tục để nhằm phục vụ cho lượng khách đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp này. Hôm qua anh quay từ 40 xuống anh, mình đang quay dưới lên. Chúc quý vị coi của Thịnh Nguyễn trên toàn cảnh của khu vực quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà thì mình quay từ tòa nhà khách sạn phía trước, đó là khách sạn Mường Thanh Luxury.